Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Gái Mản của mình. Hiện tại thì mình đang có mặt tại cầu Trống Trơ. Đằng sau anh các bạn là anh em đang khiêng máy phát điện sang bên tường cánh phía bên kia. Hôm nay thì chúng ta sẽ xem anh em đổ bê tông đường cánh, hoàn thiện phần đỉnh của bê tông tường cánh, và tiếp tục là xem anh em ghép cốt pha ngày cuối cùng. Không biết có kịp được không, nhưng mà đang hy vọng là hôm nay là ngày cuối cùng để ghép cốt pha và chuẩn bị cây trống các thứ chắc chắn ở cái phía mặt cầu, và ngày mai sẽ tiến hành đổ. Nhưng cái đấy là đang lên kế hoạch là như vậy đấy nhá. Nếu mà kịp hay không thì phải thuộc với anh em công nhân nữa cơ. Ok, vậy thì chúng ta sẽ theo dõi bà con dân bản cùng với anh em công nhân hoàn thiện cái phần cốt pha mặt cầu và bê tông tường cánh. Xin mời tất cả các bạn cùng theo dõi video. Hiện tại bây giờ là khoảng 8:30-9 giờ rồi cơ. Mình vào trước một lúc rồi. Anh Tiến còn đang đánh xe vào để tí nữa chở vật liệu, với lại là phải thuê cả thợ khóa vào đây để làm cái khóa máy xúc nó bị rơi các bạn ạ. Hôm qua treo trong cái chùm chìa khóa ô tô đổ dầu xong là anh Tuyến cắm ở cái bình dầu bị rơi xuống đường rồi. Còn phía dưới này thì các bạn nhìn thấy hình thành một cái mặt cầu vuông thành sắc cạnh rồi, bây giờ nhìn khá là đẹp các bạn ạ. Đấy, cốt pha đã hình thành. Cốt pha như nào thì cái mặt cầu nó đúng như thế đấy các bạn. Còn một cái gờ bê tông tường cánh, bê tông chắn bánh nữa, gờ chắn bánh nữa chưa ghép, 25 phân vuông đấy, nhìn vuông thành sắc cạnh đẹp phết rồi đấy. Cơm sớm mẹ em hả? Nấu cơm sớm đi. Anh nghĩ bây giờ mấy giờ rồi? Bây giờ 9 giờ nấu cơm rồi. Hôm nào phải bảo huy động dân bản ra để chuyển cái dọ đá này xuống phía dưới chân của tường cánh cho nó giữ đất. Khi mà lũ về nó nước nó thốc vào chân tường cánh thì nó giữ được cái đất không bị trôi bị sạt này. Dọ đá vẫn còn nguyên chi mà rất là nhiều đá luôn. Gần xong rồi anh nhỉ? Tương đối rồi. Tương đối. Sáng mai đổ đấy. Sáng mai đổ anh. Sáng mai đổ nhưng mà chú cho một ngày máy xúc đấy. Hỗ trợ à? Một ngày máy xúc với 3 người đủ bộ luôn. Cắt xi đảo, đứng ở kia đảo đổi. Tiếp vào máng của anh. Anh máng của anh cũng vừa đảo vừa ấy. Tức là hai máy gì? Ờ. Ok. Nó liên khúc cho nó nhanh chứ không rồi. Một máy hơi lâu. Đây trở ra phía bên ngoài tường cánh sáng nay anh em đổ là nó tầm cao mà nó khối lượng nó ít thôi các bạn. Lời anh ơi, bật máy nổ lên bơm rửa sạch cái này đi cho em đã. Rửa sạch cái này đi đã. Lấy cái vòi bơm ở đây. Đi vào đấy á. Ờ, về rửa sạch cái này đi đã. Nó ném xi măng tinh vào nhá. Hôm qua ngồi với thằng em kỹ thuật. Nó tính là tức là một cái khoảng này phải chịu cái cây trống, hệ thống cây trống ở dưới này phải chịu lực là khoảng hơn 30 tấn một cái khoang này ấy. Hơn 30 tấn. Nếu mà con máy xúc của mình kia ngồi lên một cái khoang của mình đang đứng này. Cái này là khoảng 6 khoang. Nên là hệ thống cây trống phải thật là kỹ lưỡng. Đấy, rửa sạch đi. Xong là nhặt cái vảy cây và chiếc lên, và đá điếc thì phải cho lên trên.
nước nó không ra được phải rút cái bao tải lên. Tí nhét lại. Vừa vừa nước thôi nhá. Tí là phải múc ra đấy, ít thôi. Đây xe anh Tuyến đã vào đến đây các bạn ạ. Chắc là hình như có thợ sửa khóa vào đây này cùng luôn. Ta vào muộn đi. Hả? Ta vào muộn đi. Tìm được cái nắp bên trong rồi. Tìm thấy không? May là có thằng em này nó chỉ cho cách làm hay lắm. 40.000 thôi. Làm nắp bình dầu á? Là cái nắp win vào vườn đấy. À thế à? Thế thì rơi cả cái nắp luôn á? Rơi cả cái nắp đây. Bây giờ nó chặt còn hơn cái nắp kia nữa. Bỏ hay thật. Giỏi nha. Đo vào phát là coi như là tái chế làm luôn. Xơi luôn. Xơi luôn. Đây là thợ khóa chuyên nghiệp ở ngoài Nghĩa Lộ vào các bạn ạ. Nói thế quay mạng chết rồi. Sợ gì chuyên nghiệp còn gì nữa. Kiểm tra những cái ấy anh Tuyến ạ. Kiểm tra cái dầu máy này, dầu ấy ấy. Liên tục dầu xích. Mỡ xích ấy. Rồi là dầu piston nữa. Các anh ấy bảo là dầu máy hình như là một tháng thay một lần thì phải. Nếu làm liên tục. À cắt mát rồi. Thế. Được luôn rồi đấy. Ôi giỏi thật đấy nhỉ. Tuyến ơi bật mát lên thử xem có lên không. Bật đi em nổi không? À. Có mấy phút rồi nhỉ. Chỉ mất công đi vào đây thôi. Ừ. Này đi gọi là siêu siêu trộm được ấy. Nào thử nổ thế nào. Bật mát rồi đấy. Lên mà phát một luôn. Ờ nhỉ. Giỏi thật. Cứ cho nó nổ đi. Cứ cho nó nổ đó. Cho nó nổ. Có dám vào đâu nó đi không đấy. Hay phải số. Dám lấy là đi đấy. Dám ở đây đi à. Ừ. Ôi. Bả gầu nhau nhá. Đừng có động vào gầu cần là được. Lên ngay thật, nhận đấy, giỏi thật đấy. Ô tô luôn cho anh 2-3 cái. Cả ô tô luôn. Ô tô tải này á? Ờ, có chưa anh Tuyến, cái chìa khóa tải á? Có rồi. Ờ, em đánh mấy cái rồi. Ừ. Ok, máy xúc bắt đầu tiến sang phía bên tường cánh phía bên kia. Đổ bên kia trước các bạn ạ. Phía bên trên này thì anh em đang kê sắt, kê đệm sắt 5 phân lên khỏi mặt sàn đó bạn ạ. Đang ghép những cái miếng thở còn lại. Cố gắng chiều hôm nay phải hoàn thiện. Chuẩn khoảng nhiều đấy, còn 8 bao thôi. Phát một đó, này đó nó đâu. Đây, cắt kiểu này. Ừ. Chọc xuống. Dao cùn quá phải không? Đâm này kéo về tay người về mình ấy. Sáng mai phải tối nay về phải bá Quỳnh thiết kế cho cái bộ móc mới được. Mai là cần làm rất là nhiều xi măng nên là phải làm móc cho bà con nhàn. Tiếp tục là một xe cốt pha, cây chống màu tăng cường
tăng cường ở cái cây trống giữa các bạn ạ, ở cái khoảng ở giữa, khoảng giữa vùng sắt để các anh tăng cường thêm, chứ còn hai bên gỗ này thì chắc chắn rồi. Lên máng đi. Máng bây giờ nâng lên là nó bằng nên là phải dùng người cào thôi. Đấy, vẫn chảy thế đấy. Vẫn chảy thôi. Người ra cào cào tí là được. Ngày trước đổ bê tông thì nửa bản đi, nhưng bây giờ đổ bê tông thì cần có 4 người được các bạn. Anh em phía bên kia là ghép cái đầu, phía bên này là cốt pha, miếng cốt pha cuối cùng cho cái mặt cầu này rồi các bạn ạ. Cốt pha sắt hàn rất là chắc chắn. Rúi kỹ vào nhá, dơ nhá. Vữa nó khô này là phải ấy đấy. Rúi kỹ vào. Nhìn cái máy quay rồi TV nó trắng rồi chứ. Sợ à? Chúng lơ này sợ sập. Sắp xong rồi, tí nữa rồi. Từ từ nhá, để cào hết đã. Đủ rồi. Thừa. Đâu thừa đâu, đủ rồi. Mình cào hết chỗ đấy là đủ. Cào hết chỗ đấy là đủ. Hai chị em kia đẩy cái xi vào đây xong là máng biết thì chuẩn bị cẩu xong kia đi. Lấy cái dây xích cái cẩu máng hôm kia. Đầm phát nữa là xong. Thôi không dùi sâu quá. Đây là những xe vật liệu tập kết ở mai đổ đây các bạn. Giả lái sang đây đi. Lái cứng thế nha.
quá rồi. Sợ xuống mương quá. Cho lên đây đi. Để bên này đường em ơi, tí dây điện để bên này này. Ờ, để đấy, chỗ bằng bằng ấy. Quay cái đòn ra nó khỏi vướng. Quay cái đòn kiểu này này, quay cái máy kiểu này này. Quay cái máy dọc theo đường nữa, cái đòn nó khỏi vướng đường. Rồi ra làm gì, tí là phải buộc vào à. Bầu ơi, móc cái xích vào cái. Bầu. Rồi. Chuyển quãng đường xa nên là phải cho lên thùng xe ô tô các bạn ạ. Đưa sang bên này mới đảo được. Lẹ, công tắc lên chưa? Bật công tắc chưa? Rửa sạch đi. Xong rồi cho xi măng vào nhá. Xi măng tinh vào nhá. Này, lên bốc mấy cái bao xi dở dở kia lên xe ô tô luôn. Cái này tí nữa dở phết đấy nhá. Anh ấy ạ. Không, ý là cái miệng nó bé quá, tí nó khó đủ đấy nhá. Rửa thật sạch đi xong là lỡ ơi, mày đóng cái tấm ván này cho nó lùi xuống một tí được không? Tại vì nó bé, bây giờ cái miệng nó bé này, tí nó khó, hơi khó đổ đấy. Ờ, đóng cho nó tụt xuống này. Đóng được thì cá thôi. Cắt đi nó phí, đập đập nó xuống mà nó không đóng đinh vào đấy đâu. Anh em chống chơ ra đi lấy chít đây này. Mùa này mùa chít với mùa măng đấy các bạn. Bà con thì nói chung là công an việc làm thì rất là khó khăn nên là cũng chủ yếu là khai thác những cái nông sản, những cái sản phẩm ở trên rừng, trên núi đi bán để lấy tiền thôi. Một con mấy bao xi măng lên lên xe luôn. Mấy chị em đâu ạ? Bên này xi măng ở chỗ sắp xếp kia cơ mà. Hai thằng kia đó. Hai thằng kia không biết đi đâu. Còn mấy bao? Chín hết rồi. Hả? Bao này bao nào chắc là để dưới đáy nó dính nước rồi. Bao nào dùng được thì lấy lên. Chết từ cái đợt trước rồi, đợt mưa cái rồi. Làm kia là một mình một bao đây nặng. Lộn lên cơ.
bao nhỉ? 8 bao, cứ lấy hết chỗ này đi. Sang bên kia lấy 1-2 bao nữa. Lên tí nữa mới được. Bảo anh Tuyến lên một tí nữa mới được. Lên một tí nữa. Thôi. Thêm về 3 bao nữa đi. À 2 bao nữa. Bơm nước lên luôn đi rồi. Ít bột thôi. Đổ đi. Dẻo lắm rồi. Cái cào đi, cào chuẩn bị cào đi. Cái này nó không đổ được như cái kia đâu. Nó không có mắng. Vào được không? Alex. Này nó không có máng. Lấy một tấm nữa, bên kia nữa. Bé quá, cái lỗ vào bé quá. Đầm đi, đầm luôn đi. Nhất là cái chỗ góc này nè. Vậy là xong rồi đúng không? Rồi, bây giờ thu dọn hành lý. Mù chế. Thu dọn hành lý là trao vàng đó. Hả? Trao vàng khen đó. Ờ, trao vàng khen AL xong từ cánh. Vàng khen. Ok, còn phía bên trên này thì anh em đang kê kích và làm cái
Thì đai C để rằng hai lớp thép đấy các bạn. Hôm qua mình cũng thấy có một số bạn nhắn tin đến là tại sao lại không có cái đai C, nhưng mà tại sao lại cho gỗ vào. Nhưng mà cái này là cái gỗ này chỉ là định hình để cho cái mền bên trên nó không bị trùng xuống thôi, chứ còn anh em vẫn làm đây mà, nó vẫn giống cái móng dưới các bạn ạ, chứ không phải là không làm đâu. Đai C này bằng thép 10. Do nó giữ hai miền thép với nhau rằng liên kết. Máy khiêng lên lán. Để vào lán đi em. Để trong lán em ơi. Ok, vậy là hôm nay mình đã ghi hình cho tất cả các bạn cùng biết, đó là phần cốt pha mặt cầu của cầu huyền thoại chống trơ đã ra cố gần xong, khoảng độ 95% rồi. Ngày mai sẽ là ngày sáng mai sẽ là đổ bê tông các bạn ạ. Anh em ở đây đang quyết tâm là tối nay tăng ca để ghép cho nó xong. Và phần cây trống thì tăng cường thêm một chút nữa. Quyết định là sáng mai sẽ là ngày đổ bê tông mặt cầu huyền thoại chống trơ các bạn ạ. Hai bên tường cánh thì bà con cùng với máy cũng đã làm ổn rồi. Bây giờ thì có lẽ là video mình cũng xin phép được kết thúc tại đây. Ngày mai chúng ta sẽ xem hai con máy xúc tương trợ hỗ trợ lẫn nhau đổ bê tông mặt cầu huyền thoại chống trơ. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong tập phim ngày mai. Mũ chế. Quên mất, trước khi về phải quay cho các bạn biết là cái hộp đồ của A Trao. AL ơi, lật lên xem chữ, xem tên. Xong là nhờ AL cầm về cho A Trao hộ anh với nhá. Em không có xe đâu. Có đi bộ à? Thế để đây, để đây, để mai là cái gì đấy? Quần áo cho cháu con của A Trao ấy. Đây này, nhờ chuyển A Trao bản chống trơ. Đấy, của một cô ấy gửi tặng cũng khá lâu rồi đây. Cô Kim Hoa, đoàn Kim Hoa, thành phố Hồ Chí Minh. Đây cả nhà. Mà mấy lần vào còn quên không cầm theo. Hôm nay mới cầm theo được. Vừa nãy A Trao vào đây nhưng mà anh không bảo. Ô thế nhỉ? Trở về. Ừ nhè, quên mất. Thế A ấy cầm về hộ với nhá. Anh ấy có xe cầm về hộ với nhá. Mù chế.